Sao nó 6 năm bỏ Chúa, còn chị thì bao nhiêu năm? Dạ con chào cha, con chào. Con nói to lên, tôi hỏi sao trả lời như vậy? Chào bệnh nhân lên, đừng có chào gì nhé, đừng có gì đâu mà chào. Tôi hỏi sao trả lời vậy? Nó 6 năm bỏ Chúa, còn chị có bỏ Chúa không? Dạ con bỏ Chúa 32 năm rồi. Quá. 32 năm, nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 55 tuổi. Vậy là 22 tuổi chị bỏ Chúa. Rồi nhờ đâu mà chị được cân quay trở về với Chúa sau 32 năm bỏ Chúa? 32 năm. Dạ. Con cũng đồng an, hồi xưa con có chồng rồi, đồng an cũng lớn lắm, con buôn bán rồi, nhà con giàu to, cửa lớn nó chi là đầy đủ 3-4 cơ sở luôn. Trong một ngày là anh chồng con làm một phát, hai ngày đi hết luôn, tài sản con sạch trơn hết. Tiền con còn cái gì thì hết. Nhưng thì con mẹ con mới nói là bà mẹ ruột con á, bà mới nói là con đi tà bao với mẹ, con chở mẹ đi. Con nói là thôi con không muốn có đi đâu, mẹ cứ đi đi. Mẹ con mới nói là thôi con cứ đi với mẹ đi, mẹ con chở mẹ xuống đó là con về. Cái con chở mẹ con xuống tới đất mẹ con ngắm mẹ cho nè. Con nói ủa hình như là con cũng mấy chục năm con đi lễ hả mẹ ha. Mày bỏ Chúa rồi mày đi lễ gì, thôi con vô đây với mẹ đi. Mày nói vậy mẹ cũng mắc con vô vậy. Con nói là thôi mẹ cứ vô, mẹ đi là 8 giờ con xuống con chở mẹ về là được. Con ra tới ngoài cổng con trở về lại. Con vô trong mẹ con. Còn mà hai chân con cứ rung tịch tịch cực chứ đó, con không biết sao hết. Nó ủa sao mẹ ơi, sao mà người con cứ rung bánh vậy mẹ không về đâu nè. Con cứ ở đây với mẹ không sao đâu, có Chúa che chở nè. Chúa gì mà che chở, để hai cái cặp giờ con rung cực cực nhưng mà Chúa. Con nói với mẹ con vậy, mẹ nào ngoài con giữ 2 giờ con lại trời con cũng còn đưng rung á. Cái mẹ con nói thôi đừng nó, con thoát về luôn, con chạy an về nhà luôn mà con cho thằng con xuống chở bà ngoại về, mẹ ở chỗ đó trở về rồi xuống trở về. Cái tháng sau con cũng mẹ con kêu con đi tiếp, con đi miết vậy. Cái đợt đó là cái đầu là mẹ con nói mới nằm ngó ở đây mẹ con bệnh. Cái mẹ con nói là thôi con ơi, tiền tài của con nó to lớn quá, con không đừng có lo nữa. Để nó phó thác cho Chúa lo đi, con tự tìm tới bản thân con, chứ con đừng có lo tới tiền bạc mà con bỏ Chúa. Cái con mới nói mẹ ơi, tiền bạc con nó đi đâu hết rồi. Thôi con nói ông xã con này thôi, đừng ông đi, đừng tôi đi, tôi không có ở với ông nữa, giờ tôi đi theo mẹ tôi thôi. À, mẹ con nói ông xã con vậy. Ông xã con mới nói em ơi em đi, anh đừng có bỏ anh. Cái đó nói, mà lúc đó là ông ấy khóc hay là chị khóc? Dạ ông khóc, ông nói vậy á. À, ông ấy khóc. Con nói con đừng ông đi, đừng tôi đi, thì tôi đi theo mẹ tôi. Ông nói em ơi thôi em đừng có bỏ anh. Nên ông không bỏ, tôi không bỏ ông thì ông phải theo tôi. Cũng có thể đừng ông đi, đừng tôi đi. Giờ là coi như nhà cửa con tan nát, con là mỗi đứa đi thành phố làm ăn hết, một mình con ở trời tại trời nè. Nhà con thì to bự sơ mà con không có chỗ ở, tại nhà nước họ xiết hết rồi. Con giờ con ở nhờ ở đọ đó thôi. Rồi nhờ đâu mà chị biết cái lòng thương xót Chúa mà chị quay trở về để hôm nay chị đến đây làm chứng cho Chúa? Sao chị biết giao điểm tin mừng, biết cái lòng thương xót Chúa để chị quay về sau 32 năm? Dạ con lính tráng con đi hết rồi, con để lại cái máy tính ở trên bàn con, ngồi con bằng cạch như này. Cái rồi tự nhiên nó hiện lên cái chữ là tranh lại hiện làm thì sao Chúa lại khá là có cái chữ đó, nó ủa trai ông này ở đâu đây. Cái tới 3 tuần sau ông xã ông về, ông này anh ơi anh có cái điện thoại xịn xịn đó, anh bật giùm cái trai long giùm tôi cao trai long thử. Ông ơi trai long ở đâu không biết, đâu không biết, tôi bật máy tính tôi thấy. Ông mới nói ông bật lên là từ đó mà con một năm nữa là người mới được mấy tháng thôi là con cứ thấy cho long điện lên là con ơi. Mấy ngày nay là con đi vô bà xui con ở dưới quận 9 á. Con nói chị ơi chị biết anh Long ở đâu không? Nó biết chị đi hả? Nó chị dắt em lên cho Long đi chứ em thích lên cho Long. Anh nói làm gì mà đưa đài em coi, mấy ngày là anh đi lên một tuần đúng ở với bà đưa đài nghe. Một tuần trước là mấy bà đi Thanh Long về cũng cho con một cái đài, con nói là
Bây giờ tao không phải ta mày này. Thôi, tao không có lái đâu. Để tao vô tao ăn tao xin thôi, tao không có lái. À, con nói cha hiện tại giờ như vậy, con vui xin cộng đồng người thương xót rồi bà con cô bác cầu nguyện giùm con để con làm lại từ đầu, con có một cái nhà nhỏ con ở chứ con không có buôn bán không có làm gì hết, để con đi theo Chúa thôi. Anh Trần thấy khi mà con người ta có nghe con to lắm mà cứ sợ con lớn lắm, nói sợ con lớn lắm. Cái gì con cũng có mà con không có Chúa, cuối cùng cũng tàn hết, cuối cùng cũng nát hết, cuối cùng cũng mất hết. Thưa anh chị em, rất nhiều người ngày hôm nay và trong lịch sử biết bao nhiêu người không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đã kinh nghiệm được chuyện đó. Cái gì tôi cũng có mà tôi không có Chúa rồi cuối cùng cũng mất hết, không còn gì cả. Mà có khi phải mất hết như vậy thì người ta mới quay về với Chúa. Vì Chúa nói rằng là được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì đâu con. Cho nên bây giờ chị đã mất hết tất cả và chị đã quyết tâm quay về với Chúa. Mà anh chị em thấy khó vô cùng. Đi tà bao đấy mà người mẹ mình đến đó mà Chúa đã làm cho chân cẳng run bần bật như vậy mà cuối cùng cũng bỏ chạy, nhất định không quay về. Nhất định không quay về và đưa bảo đứa khác đến chở mẹ mình về, chứ nhất định không quay về. Nhưng mà Chúa phải cứu bằng mọi cách, vì những gì cha ta ban cho ta, ta không để làm hư mất. Cho nên Đức Giê-xu nói rằng cha ta là người trồng nho, ta là cây nho, và tất cả những cái cành mà nó dính với ta thì ta sẽ không lìa cái cành đó. Vì Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, không dập tắt tim đèn còn le lét khói, không dập đập nát cái cây sậy mà nó bị dập, nó dập vẫn cầm nó lên, tim đèn còn le lét khói vẫn giữ nó lại chứ không bỏ. Người chị em 32 năm bỏ Chúa, chạy theo danh vọng tiền của, bây giờ tan nát hết tất cả. Chồng con đã quay về với Chúa chưa? Dạ thưa cha, ảnh nói đây mà con chưa có cho đây. Tại vì ảnh là tháng sau á, ảnh cứ lật ngược lật xuôi vậy mà con nói thôi. Anh ấy đậu gốc hay là đậu theo? Đậu theo ta. Còn con đậu gì? Dạ con đậu gốc. Gốc gì? Gốc gì con đâu biết đâu. Gốc gì con đâu biết đâu, vì con đã bỏ chú 32 năm mà còn biết gốc nào nữa. Mất gốc luôn rồi. Mất gốc luôn rồi. Thì làm sao mà con bảo anh ấy theo được? Chính con là người đậu gốc mà con còn không biết gốc nào nữa, thì cái người đậu theo làm sao mà tin vào Chúa được? Anh chị em thấy không ạ? Cái mình không gắn bó với cái cây nho là Giê-xu, làm sao cái cành khác nó gắn bó được với mình? Khi mình gắn bó được với Giê-xu thì những cành khác nó mới gắn bó với mình được. Mà mình không gắn bó với Giê-xu thì làm sao mà mình gắn bó được với nhau? Đây, cho tặng cho con cái máy này về tặng cho chồng con nhé. Cho chồng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, để ngày thứ ba mùng 1 tháng 5 đến đây khẩn nài với mẹ lòng thương xót, dâng hoa lòng thương xót lên cho mẹ. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác, 32 năm con bỏ Chúa mà Chúa vẫn tín thác, Chúa vẫn không bỏ con. Cuốn sách và CD Con đường tín thác đi kèm, con đọc, con nghe để con cảm nhận được lòng thương xót Chúa dành cho con lớn lao biết chừng nào. Cho biết rằng bây giờ vàng bạc con chẳng còn nữa, nếu mà còn thì con đã đeo đầy người rồi, thôi cho đeo con cái này cho nó chắc ăn. Chúa ấy lòng thương xót. Ngày xưa nhà con to lắm, nhưng là xe con lớn lắm. Bây giờ xe không còn, còn cái chìa khóa xe. Đúng không? Dạ, con cảm ơn cha. Rồi, chìa khóa lòng thương xót. Chúa chúc lành cho